Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về phong thủy, về xem tuổi đẹp đến sông đất sông nhà đầu năm 2021 cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, về những phong tục sông đất sông nhà đầu năm mới đã truyền lại từ cổ xưa đến nay, và người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 muốn có một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào thì người tuổi Ngọ phải chọn những tuổi nào để đến sông đất sông nhà đầu năm mới cho mình. Để muốn biết được thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về tuổi đẹp sông đất sông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Sông nhà đầu năm là một phong tục rất lâu đời của người dân Việt Nam, với những mong muốn rằng trong ngày mùng 1 Tết thì mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn và tốt đẹp, hanh thông thì cả năm đó mọi chuyện cũng tốt lành và thuận lợi. Gia chủ nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nhưng chưa biết nên mời tuổi nào hợp mệnh với mình để mời đến sông nhà đầu năm 2021 thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm những người hợp tuổi hợp mệnh mang lại phúc lộc dồi dào cho bạn, và để giúp cho tuổi Canh Ngọ mang lại phú quý bình an và sự may mắn trong cả năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là sơ lược về tuổi gia chủ Canh Ngọ sinh năm 1990 và năm sông đất 2021. Về gia chủ muốn xác định tuổi đẹp mời đến sông đất cho mình thì đầu tiên phải căn cứ vào tử vi tuổi của mình năm 2021, bởi lẽ yếu tố tử vi của mỗi tuổi đã có sự khác nhau và lại thay đổi theo từng năm. Vì thế cần nắm vững những điều này mới có thể xác định được tuổi sông đất phù hợp nhất cho mình. Và dưới đây là thông tin tử vi chung về tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong năm mới Tân Sửu 2021. Về thứ hai là tử vi gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm mới 2021. Về nam nữ tuổi Canh Ngọ sinh 1990, sinh từ ngày 27 tháng 1 1990 đến ngày 14 tháng 2 1991 là tướng tinh con ngựa. Năm 2021 là gia chủ 32 tuổi, mệnh ngũ hành là lộ bàng thổ, có nghĩa là đất ven đường. Còn về cung vi thì nam cung khảm mà nữ cung cấn. Còn về sao chiếu mệnh của năm 2021 thì nam mạng bị sao thái dương chiếu mệnh, còn nữ mạng bị sao thổ tú chiếu mạng. Còn về tam hợp là tuất dần, lục hợp là mùi, tứ hành xung là mão dậu tí. Còn về hướng tốt mà hợp tuổi, nam mạng là hướng đông nam, hướng đông, hướng nam và hướng bắc. Nữ mạng là hướng tây nam, hướng bắc, hướng tây và hướng đông bắc. Về thứ ba là tử vi năm mới sông nhà sông đất năm Tân Sửu 2021. Về năm Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Về mệnh là bích thượng thổ, có nghĩa là đất ven đường. Về thứ tư là các tiêu chí lựa chọn tuổi đẹp sông đất sông nhà năm 2021 cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Về việc sông đất sông nhà đầu năm mới là một phong tục tục lệ đã có từ lâu đời của người dân Việt Nam, và người xưa lý giải rằng đêm giao thừa là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nó cũng là một thời khắc đánh dấu sự thay đổi vận mệnh của gia chủ trong một năm mới. Chính vì thế mà khoảng cách giao thừa đầu năm mới là điều vô cùng thiêng liêng. Nếu khoảng khắc đó nó diễn ra suôn sẻ thì rất tuyệt vời, vì nó đã đánh dấu cho một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Do đó từ ngàn đời nay mới hình thành tục lệ đẹp đẽ sông đất sông nhà đầu năm mới. Và theo người xưa cho rằng
Người đến xông đất xông nhà cho gia chủ, nó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tiền tài sức khỏe danh vọng của gia chủ suốt cả năm. Cho nên gia chủ cần lựa chọn người đến xông đất đầu năm thật kỹ càng. Và để đánh giá lựa chọn được người tốt xông đất, nhìn thấy được tầm quan trọng của người đến xông đất đầu năm mới, thì người xưa đã đúc rút kinh nghiệm cần thiết để chọn người tốt đến xông đất đầu năm mới. Và dưới đây là các bước lựa chọn tốt nhất đến xông nhà cho gia chủ canh ngọ 1990 trong năm 2021. Về bước 1 là người đến xông đất trong năm mới 2021, trước tiên cần phải có mệnh thiên can địa chi tương sinh, tam hợp và lục hợp với gia chủ tuổi canh ngọ 1990 và năm xông nhà 2021, để tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ 1990 đến xông nhà. Với các tuổi bị xung khắc thì bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung hay là phạm lục xung hoặc phạm lục hại với tuổi của gia chủ và năm xông nhà. Về bước thứ hai là sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1 thì tiếp theo ta cần xét về nhân cách, đạo đức, sức khỏe, lối sống, tính tình, gia đình của người mà được mời đến xông nhà. Còn người được mời đến xông nhà thì cần phải có nhân cách, đạo đức tốt, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gia đình hạnh phúc, và ngoài ra người này phải có tính hiền lành và chịu khó. Nếu là người phát đạt thì càng tốt. Về bước thứ ba là trường hợp mà nơi gia chủ sống không có tuổi đẹp nhất để mời đến xông nhà cho gia chủ đầu năm mới, nếu có nhưng nhân cách, đạo đức không tốt, hoặc gia đình người đó đang có tang hay có chuyện không thể mời đến được, thì gia chủ cần phải tìm người có tuổi tam hợp, lục hợp với tuổi của canh ngọ để mời đến mừng tuổi đầu xuân năm mới 2021 cho mình cũng được. Còn về lưu ý là cần tránh mời những người đến tuổi xông nhà cho mình và gia đình người đó đang có tang, tức là người trong gia đình mất. Kiêng kỵ nhất là tránh người có đại tang, tức là người có bố mẹ mới mất mà chưa hết thời xả tang. Đồng thời gia chủ cũng cần tránh mời những người phụ nữ đang mang bầu đến xông nhà xông đất vào ngày mùng 1 Tết, đó là không tốt. Về thứ năm là tổng hợp những tuổi hợp nhất đến xông đất năm 2021 cho gia chủ tuổi canh ngọ sinh năm 1990, dựa theo các bước để xác định tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi canh ngọ sinh năm 1990 ở phần hướng dẫn xem tuổi xông đất năm 2021 cho gia chủ ở trên, tức là chúng tôi đã đánh giá về ngũ hành thiên can địa chi tương hợp như thế nào, từ đó để quy ra điểm để xét tuổi tốt nhất đến xông nhà cho bạn. Và dưới đây là những danh sách chi tiết tuổi tốt nhất nên mời đến xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi canh ngọ sinh năm 1990. Về tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, về mệnh Phúc Đăng Hỏa mà tổng số điểm là 17 trên 20 điểm. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, về mệnh Bạch Lạp Kim tổng số điểm là 16 trên 20 điểm. Về tuổi Bính Dần sinh năm 1986, mệnh Lư Trung Hỏa tổng số điểm là 16 trên 20 điểm. Tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh Kim Bạch Kim tổng số điểm là 16 trên 20 điểm. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh Sơn Đầu Hỏa tổng số điểm là 15 trên 20 điểm. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, mệnh Sa Trung Kim tổng số điểm là 15 trên 20 điểm. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh là Sơn Đầu Hỏa mà tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, mệnh Kiến Phong Kim tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh Thiên Thượng Hỏa tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Thoa Xuân Kim tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuân Kim mà tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Như vậy những tuổi đẹp và hợp để mời đến xông nhà đầu năm 2021 cho gia chủ nam nữ tuổi canh ngọ 1990 là gồm các tuổi ở trên. Với những tuổi này, gia chủ nên lựa chọn mời người xông nhà
là anh em họ hàng hoặc bạn bè thân thiết, thân cận là tốt nhất. Và nếu không có những tuổi theo danh sách tuổi đẹp ở trên thì bạn nên chọn người tuổi tuổi Tuất hoặc tuổi Dần, tuổi Mùi để mời đến xông nhà đầu năm mới cho mình cũng được. Về thứ 6 là về các tuổi cần tránh mời đến xông đất năm 2021 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Ngoài những tuổi tốt ở trên thì gia chủ Canh Ngọ 1990 cần phải chú ý tránh mời những tuổi sau đây đến xông nhà đầu năm mới cho mình, bởi những tuổi này là tuổi rất xấu và kỵ với bạn. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, về mệnh là Dương Liễu Mộc, tổng số điểm là 2/20. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, về mệnh là Thiên Hạ Thủy, tổng số điểm là 2/20. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012, về mệnh, mệnh là Trường Lưu Thủy mà tổng số điểm là 4/20. Tuổi Tân Mão sinh năm 2011, mệnh là Tùng Bách Mộc, tổng số điểm là 4/20. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, về mệnh Đại Lâm Mộc mà tổng số điểm là 4/20. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, mệnh Trường Lưu Thủy, tổng số điểm là 4/20. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh Tùng Bách Mộc, tổng số điểm là 4/20. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh Giản Hạ Thủy, tổng số điểm là 5/20. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, về mệnh Đại Khuê Thủy, tổng số điểm là 5/20. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh Thiên Hà Thủy, tổng số điểm là 5/20. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, về mệnh Truyền Trung Thủy, điểm là 6/20. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, mệnh Dương Liễu Mộc, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, mệnh Giản Hạ Thủy, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, mệnh là Lộ Bàng Thổ, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Đại Hải Thủy, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh Đại Hải Thủy, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Thạch Lựu Mộc, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, mệnh Thạch Lựu Mộc, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh Tang Đố Mộc, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh là Tang Đố Mộc mà tổng số điểm là 6/20. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh Bình Địa Mộc, tổng số điểm là 6/20. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Bình Địa Mộc, tổng số điểm là 6/20. Là trên đây là những tuổi mà gia chủ Canh Ngọ tuyệt đối không được mời đến xông nhà đầu năm mới 2021. Về thứ 7 là về các hướng xuất hành đẹp nhất năm mới 2021 cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Với việc lựa chọn người tốt xông đất đến xông nhà đầu năm mới, còn việc xuất hành đầu năm mới nếu như gia chủ xuất hành tốt, giờ tốt đầu năm là một việc rất tốt. Điều này nó đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới may mắn, bình an và lạc quan nhất. Và dưới đây là những danh sách hướng và giờ xuất hành tốt nhất trong 3 ngày đầu năm mới 2021 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Về ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 12 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Tây Nam là hướng thần tài, hoặc hướng Tây hướng hỷ thần, tránh đi về hướng chính Bắc. Giờ hoàng đạo xuất hành là giờ Tý từ 23 giờ đến 0 giờ 59, giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59, giờ Mão từ 5 giờ đến 6 giờ 59, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ 59, giờ Mùi từ 13 giờ đến 14 giờ 59, giờ Dậu từ 17 giờ đến 18 giờ 59. Về ngày mùng 2 Tết,
tức là ngày 13 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Tây Bắc là hướng thần tài, hoặc hướng chính Nam là hướng hỷ thần, tránh đi về hướng chính Bắc. Còn giờ xuất hành như giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59, giờ Thìn từ 7 giờ đến 8 giờ 59, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 10 giờ 59, giờ Thân từ 15 giờ đến 16 giờ 59, giờ Dậu từ 17 giờ đến 18 giờ 59, giờ Hợi từ 21 giờ đến 22 giờ 59. Về ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Tây Bắc là hướng thần tài, hoặc hướng Đông Nam hướng nghỉ thần, tránh đi về hướng tại thiên. Còn giờ đẹp nhất xuất hành như giờ Sửu từ 1 giờ đến 2 giờ 59, giờ Thìn từ 7 giờ đến 8 giờ 59, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ 59, giờ Mùi từ 13 giờ đến 14 giờ 59, giờ Tuất từ 19 giờ đến 20 giờ 59, giờ Hợi từ 21 giờ đến 22 giờ 59. Hy vọng qua bài viết trên đây thì những tuổi đẹp mời đến sông Nhà năm 2021 cho tuổi Canh Ngọ 1990 thì bạn đã biết được mình nên mời ai đến sông đất cho mình đầu năm 2021, đồng thời cũng biết được hướng xuất hành và ngày khai trương đẹp nhất Tân Sửu, năm Tân Sửu cho tuổi của mình trong năm mới Tân Sửu 2021 đang đến gần. Chúng tôi xin chúc quý độc giả tuổi Canh Ngọ 1990 một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.